Kính thưa đại chúng, thông thường tiết của Minh Thành thì chúng ta sẽ có vài phút trước khi vào lớp đó, chúng ta sẽ ngồi thở tĩnh tâm. Chúng ta sẽ bắt đầu từ buổi học sau. Chúng ta thường thường trước khi học chúng ta tĩnh tâm vài phút, đôi ba phút. Cái môn mà nhà trường phân công để Minh Thành chia sẻ với các huynh đệ đó là Phật và Thánh chúng. Phật và Thánh chúng. Thì các huynh đệ ở đây đó, đại đa số chúng ta đều đã có đọc cái tiểu sử của Đức Phật. Ai cũng biết, hoặc là lúc học sơ cấp mình cũng có học qua, hoặc là mình đã từng nghe, từng đọc. Cho nên cái lần học môn Phật và Thánh chúng này đó, thì chúng ta có một cách học mới. Tức là chúng ta sẽ khai thác những cái phương diện trí tuệ của Đức Phật ở trong kinh Tạng Nikaya. Chúng ta sẽ nhìn Đức Phật với một cái nhìn chân xác nhất, gần gũi nhất, chân thật nhất ở trong kinh Tạng Nikaya. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn những cái đức hạnh thành tựu của các bậc thánh tăng thời Phật còn tại thế, chẳng hạn như là ngài Mahakassapa, ngài Ca Diếp, ngài Sa Lợi Phất, ngài Bục Kiền Liên, ngài A Nậu Lâu Đà, ngài Ananda, mà chúng ta chỉ dựa vào cái tài liệu duy nhất đó là cái kinh Tạng Nikaya, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh hay là Tiểu Bộ Kinh. Và chúng ta có cầm ở trên tay đó là cái quyển nghi thức tu học Nikaya. Thì chúng ta lật cái trang số 37 đó, là đảnh lễ trí đức của Như Lai đó. Đảnh lễ trí đức của Như Lai đó. Thì trong cái bài này đó là tóm thâu những cái trí tuệ đức hạnh mà một bậc chánh đẳng chánh giác đã thành tựu, rồi sẽ giải thích về 10 đức hiệu của Thế Tôn, 10 đức hiệu của Như Lai. Và chúng ta thường gọi là Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì chúng ta thường gọi, thường đọc, chúng ta quen. Nhưng mà để hiểu được những cái đức hiệu này đó, thì đó là những cái bài kệ này sẽ giải thích cho chúng ta một cách đầy đủ, sâu sắc.
về cái đức hạnh trí tuệ của một của Đức Phật. Cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta đã hiểu qua cái con người. Nhưng chúng ta học đây đó, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều phương diện khía cạnh, những cái sự mà cái trí tuệ vượt ngoài cái sự tưởng tượng chúng ta về Đức Phật, không giống như mình hiểu cách chung chung thông thường. Thường thì có một vấn đề gì á Đức Phật nêu lên, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo cái điều đó nó như thế nào, thì các thầy hay nói là: Bạch Thế Tôn, đối với chúng con các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. Lành thay, Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy nói về ý nghĩa của lời dạy ấy. Sau khi nghe Thế Tôn, chúng con sẽ tiếp nhận, thực hành, thọ trì. Đây là cái câu mà thường xuyên á, mà các thầy, các cái bậc thánh tăng thời xưa đó hay thưa thỉnh là Đức Phật. Khi một Đức Phật muốn nói một vấn đề nào đó, Đức Phật hỏi, thì các thầy hay nói: Bạch, bậc tôn quý nhất ở trên đời, chữ Thế Tôn là được thế gian tôn kính. Chúng ta thấy không, khi mình nói chữ Thế Tôn đó, mình không có hiểu cái nghĩa nó rõ, nhưng mình nói thêm hai chữ nữa thôi, thế gian tôn kính, là cái nghĩa nó sáng tỏ ra. Bậc mà được cả thế gian tôn kính, đó gọi là Thế Tôn. Thì các thầy đó là bạch, bậc tôn kính nhất ở trên đời đó, đối với chúng con nó các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, tức là làm gốc rễ, lấy Đức Thế Tôn làm lãnh đạo, các pháp lấy Thế Tôn làm chỗ nương dựa, rất là tốt lành thay, quý báu thay, lợi ích thay. Nếu mà Thế Tôn nói cho chúng con nghe cái ý nghĩa của lời dạy ấy, khi Thế Tôn nói rồi đó thì chúng con sẽ nghe, lắng nghe và tiếp nhận, thực tập hành trì. Thì sau đó Đức Phật nói vậy này: các tỳ kheo hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Đây thì nó trở thành một cái bài khai kinh kệ ở trên Linh Quy Pháp Ấn. Ở trên Linh Quy chỗ Minh Thành tu học thì lấy cái bài này làm cái bài khai kinh, là cái bài khai kinh của các bậc thánh tăng thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên cái chỗ này để chúng ta thấy rằng là chính các bậc thánh tăng khi Đức Phật còn tại thế, các ngài không có tự ý giải thích hay là trình bày một cái vấn đề gì mà chưa được Đức Thế Tôn thuyết giảng, chỉ dạy. Cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc để cho chúng ta học đạo ngày hôm nay, là chính những cái bậc như là Thánh Tăng Xá Lợi Phất, Thánh Tăng Mục Kiền Liên, Thánh Tăng Ma Ha Ca Diếp, hay là lúc đó là ngài A Nan cũng là cái bậc dự lưu thánh quả. Nhưng mà các vị này không có dám tự ý để mà nói ra cái pháp, mà các vị này đều là phải nghe Đức Phật dạy trước. Thí dụ như Đức Phật nói về vô minh, thì Đức Phật định nghĩa vô minh là không thấy được ngũ uẩn, không thấy được thân tâm này là ngũ uẩn, vô ngã. Hoặc vô minh là không thấy được sự thật về khổ đau của đời sống này. Thì Đức Phật nói vậy xong rồi thì các vị thánh tăng nó mới y cứ vô cái lời dạy của Đức Phật đó, thì nói lại, không một ai dám vượt qua cái lời dạy của Thế Tôn. Tức là Thế Tôn là gốc rễ của các pháp, Thế Tôn là lãnh đạo các pháp, Thế Tôn là chỗ nương dựa của tất cả các pháp. Cho nên là chúng ta cần trở về cái lời dạy gốc của Đức Phật. Minh Thành dùng cái từ gọi là Phật Pháp Nguyên Chất.
là những lời Đức Phật dạy ở trong kinh Tạng Nikaya. Và cái chỗ này là cái chỗ mà tại sao chúng ta phải học kỹ những cái trí tuệ, những cái đức hạnh, những cái giáo pháp ở trong kinh Tạng Nikaya. Để chúng ta đi vào cái danh hiệu thứ nhất ha, là giải thích về bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cái đầu tiên ở đây là giải thích về chữ A-la-hán, chánh đẳng giác. Thì chúng ta cùng nhau đọc nha, tất cả chúng ta cùng nhau đọc cái đoạn đầu này. Con chân thành đảnh lễ. Con chân thành đảnh lễ. Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật tự mình thấy rõ. Đây là danh hiệu đầu tiên giải thích về chữ bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thì ở đây đó, con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc tự mình thấy rõ sự thật về thân tâm. Cái chữ tự mình thấy rõ đó, tức là chữ tự giác, chữ chánh giác. Đây là giải thích chữ tự giác, chữ chánh giác. Chữ tự đó là tự mình, tự thân, chính mình. Chữ giác á là sự thấu hiểu, rõ biết, giác ngộ, phát giác, phát hiện. Tức là Đức Phật á, không nhờ một người khác, không phải từ một cái người khác, mà là tự mình thấy rõ chính mình. Cho nên khi mà Ngài chứng thành chánh giác, Ngài nói rằng ta không có thầy, ta tự mình giác ngộ. Bởi vì Ngài gọi là một cái con người khai sáng, bậc đạo sư. Và trong kinh dùng cái từ là mở ra cái con đường mà trước nay chưa từng mở ra. Trình bày, diễn thuyết, khai thuyết, hiển thị, hiển lộ một cái con đường mà trước nay chưa từng được ai khai thuyết, chưa từng ai khai thị, chưa từng ai diễn thuyết, chưa từng ai trình bày hiển lộ. Tự mình giác ngộ, đó gọi là tự giác. Đúng như cái nghĩa của chữ tự giác. Tự mình thấy rõ sự thật về thân tâm. Như vậy sự thật về thân tâm như thế nào? Sự thật về sanh tử, về phiền não, khổ đau. Và Ngài cũng tìm thấy lối thoát của khổ đau, lối thoát khỏi sanh tử. Ngài đạt sanh tử tận, Ngài đạt khổ chấm dứt. Đây là chữ A-la-hán. Giải thích chữ A-la-hán. Nãy đó là giải thích chữ chánh giác. Bây giờ là giải thích chữ A-la-hán. Là chữ A-la-hán là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lui trạng thái này nữa.
Đó là giải thích chữ A-la-hán. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong. Đây là đời sống cuối cùng. Sau đời sống này không còn bất cứ một đời sống nào nữa. Đó là chữ A-la-hán, lậu tận, sự tận cùng của cái sanh tử và chứng đắc niết bàn tối thượng. Vì vậy ngài được gọi bậc la hán chánh giác, bậc lậu tận chánh giác. Con thật kính phục ngài, con thật kính ngưỡng ngài, con xin quy phục ngài, con xin đảnh lễ ngài. Chúng ta lại, chúng ta đọc như vậy mà chúng ta bằng cả trái tim, cả tấm lòng, cả sự cung kính, tôn trọng, kính ngưỡng, đảnh lễ, quy kính, kính phục, quy phục. Và chúng ta lại xuống như vậy thì mỗi một cái lại đó mới là cái lại chân chánh của sự cung kính đối với Đức Phật. Và bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi sâu vào đó, cái chữ là tự giác hay là chánh giác này là giác cái gì. Tự mình thấy rõ là thấy rõ cái gì? Tự mình thấy rõ sự thật về thân tâm. Tất cả sự tu hành của chúng ta nó không có ngoài mục đích để thấy rõ thân tâm của chính mình. Nếu mình không thấy rõ thân tâm của chính mình thì dầu mình có học hiểu bao nhiêu đi nữa vẫn là ở ngoài cửa thôi. Thân tâm của chính mình là gồm những gì? Lật trang 100 sau khi ghi xong rồi đó, chúng ta cùng nhau đọc và định nghĩa ngũ uẩn. Thân người là sắc, chúng ta xếp sách lại, xếp sách lại, chứ không dành sách chúng ta đọc, xếp sách lại. Cho chàng pháo tay luôn. Vậy là thuộc bài hết rồi phải không? Bây giờ kỹ bất cứ một người đứng lên nha. Mời sư. Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Cảm giác là thọ. Thân người là sắc,
hình bóng là tưởng. Chúng ta cùng chung với nhau là lọc bất cứ chỉ chữ nào ha. Rõ biết là thức, thân người là sắc, cảm nghĩ là hành, cảm giác là thọ, hình bóng là thức, suy nghĩ là hành, thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Chúng ta thuộc bài ngay tại lớp đó. Cái này xin thưa với các huynh đệ rất là quan trọng. Đây là cánh cửa mở ra tạng kinh Nikaya. Nếu mà mình không nhận diện được năm uẩn thì mình sẽ không có thấy được thân tâm của mình. Bây giờ chúng ta sẽ ở tại trong lớp, chúng ta sẽ thực tập nhận diện ngũ uẩn ngay tại lớp. Bây giờ xin mời đại chúng ta nhắm mắt lại. Chúng ta nhắm mắt lại. Và chúng ta nghĩ về cái hình ảnh lũ lụt của miền Trung. Nước tràn ngập. Những cảnh mất nhà. Chết người, những đứa trẻ mấy tuổi phải lội ra giữa dòng để nhận đồ cứu trợ, không có một chiếc áo phao. Những cụ già 5 ngày mới được cầm một hộp cơm mà tuôn trào ở trong nước mắt. Những cảnh đưa quan tài treo lên nóc nhà. Những cảnh đưa đám tang trong nước lũ. Cảm giác đau thương đó là gì? Chúng ta có những cái suy nghĩ về những cái điều lũ lụt đó. Suy nghĩ đó là gì? Suy nghĩ đó là gì? Và chúng ta có sự rõ biết cảm giác hình bóng suy nghĩ đó là gì? Rõ biết đó là gì? Rõ biết đó là gì? Rõ biết được cái hình bóng tang thương của lũ lụt miền Trung, cái cảm giác xót xa và những cái suy nghĩ về điều đó. Chúng ta rõ biết ba cái này, những cảm giác hình bóng suy nghĩ đang có mặt trong tâm, chúng ta rõ biết được cái đó là gì, là gì, là gì, rõ biết là gì, rõ biết là gì, rõ biết là gì, rõ biết được thọ tưởng hành là thức. Nhớ nghe, cái này quan trọng lắm, cái này các mình đệ phải chú tâm. Đây là bí kíp của chánh pháp, bí kíp. Rõ biết được ba cái này là thức. Nhớ nha, rõ biết được cảm giác, hình bóng và suy nghĩ ở trong tâm, cái đó là thức. Giờ bây giờ chúng ta tiếp tục nhận diện ngũ uẩn. Ghi đi, ghi xong đi. Chúng ta tiếp tục phải nhận diện ít nhất là phải 5-3 lần.
chúng ta sẽ nhìn ra được thân tâm của mình là cái gì, nó đang vận hành như thế nào. Và bây giờ chúng ta xin mời tất cả của mình để nhắm mắt lại. Chúng ta cùng nhau đi ra bến Bạch Đằng. Và chúng ta thấy những cái du thuyền. Chúng ta dạo bên bờ sông, gió mát. Những cây cảnh, những người, những căn nhà, tòa cao ốc. Thì chúng ta thấy trong tâm chúng ta có những hình bóng đó không? Có không? Hình bóng là gì? Hình bóng đó là gì? Hình bóng đó là gì? Rồi chúng ta có thấy cái cảm giác dễ chịu không? Dễ chịu, mát mát phải không? Thoải mái phải không? Cảm giác là gì? Cảm giác đó là gì? Cảm giác đó là gì? Rồi chúng ta có những cái suy nghĩ thoải mái quá, mát mẻ quá, khỏe khoắn quá, sướng quá. Cái suy nghĩ đó là gì? Suy nghĩ đó là gì? Suy nghĩ đó là gì? Và cái hình bóng bến Bạch Đằng đó, cái cảm giác dễ chịu, gió mát đó, cái suy nghĩ về những cái điều đó đang có mặt trong tâm, và chúng ta rõ biết được cái đó là cái gì? Rõ biết là gì? Rõ biết là gì? Rõ biết được thọ tưởng hành là gì? Rõ biết được thọ tưởng hành là gì? Rõ biết được những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ là gì? Nói lớn lên coi. Rõ biết là gì? Rõ biết là gì? Quá giỏi, cho chàng pháo tay luôn. Bây giờ chúng ta tiếp tục nhận diện ngũ uẩn. Chúng ta nhắm mắt lại, nhìn vào bên trong, nhìn vào trong tâm. Chúng ta thấy cái hình bóng mà tất cả mọi người đang ngồi trong lớp học, huynh đệ, những bạn đồng học. Ngồi đầy hết cả một lớp trong phòng học, trong trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta nhớ những cái gương mặt mà mình đã quen, những gương mặt đó hiện ra, những người đó hiện ra. Hình bóng của những huynh đệ đồng học đó là cái gì? Là gì? Hình bóng đó là gì? Rồi cái cảm giác thường thường đó, cảm giác thấy điều điều bình thường cũng không có gì. Cái cảm giác đó là gì? Cảm giác đó là gì? Cảm giác đó là gì? Rồi suy nghĩ, suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Suy nghĩ đó là gì? Và biết rõ được cái hình bóng cảm giác suy nghĩ đó là gì? Biết rõ nó là gì? Biết rõ được thọ tưởng hành là gì? Biết rõ được thọ tưởng hành nó là gì? Chúng ta nắm vững được chưa? Đây là nhận diện ngũ uẩn đó. Chúng ta nắm vững được chưa? Xin thưa là cái bài học này chúng ta sẽ học cho tới mãn khóa luôn, chứ không phải là đơn giản đâu. Tại vì cái này nó sẽ rất là sâu sắc để chúng ta nhận diện rõ thân tâm của chúng ta. Cái hình ảnh thứ nhất á, là chúng ta khổ thọ cái cảnh miền Trung. Chúng ta thấy không? Cái hình ảnh thứ hai mà đi dạo bến Bạch Đằng là chúng ta lạc thọ cảm giác vui. Chúng ta thấy không? Thấy rõ vấn đề này chưa? Mà cái hình ảnh thứ ba là nhìn mấy cái mặt móc bình thường chơi chơi, không có vui, không có khổ gì chân á. Chơi chơi vậy thôi, đó là cảm giác bất khổ, bất lạc thọ. Là ba loại cảm giác.
Chúng ta thấy được không? Chúng ta có biết được ba cái thọ này chưa? À, cái cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác không vui, không buồn. Chúng ta thấy được ba cảm thọ chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? Chắc chưa? À, như vậy thì chúng ta đó, là nãy giờ là chúng ta đang học cái chữ tự giác. Biết được chính mình. Và trước nay chúng ta ngồi thiền, chúng ta không biết cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức. Và chúng ta ngồi ở trong một cái sự rối ren, không có rõ, không có rõ tự thân mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ mở được cái con mắt pháp, pháp nhãn. Chúng ta khi mà nhận diện được năm uẩn là chúng ta bắt đầu mở ra pháp nhãn. Là con mắt pháp, con mắt của chánh pháp. Mà nếu như chúng ta phải giữ cái thấy này hoài về thực tập thì con mắt pháp nó mới mở luôn. Còn thôi nó mở được chút rồi xong nó ra khỏi lớp mới nhắm lại. Nếu như nó mở hoài luôn để nó nhìn thấy ngũ uẩn hoài, nó không thấy có một cái tôi trong này mà năm thứ này nó đang hoạt động, thì cái đó rồi là đắc pháp nhãn tịnh, tức là được con mắt pháp trong sáng. Như vậy hồi nãy giờ đó chúng ta chia sẻ bốn uẩn, bốn cái quẩn đó nó thuộc về tâm. Và bây giờ đó chúng ta qua cái phần thân á, sắc á. Cái định nghĩa là chúng ta đọc lại coi. Thân người là sắc. Bây giờ chúng ta không, bây giờ mới nói thân thôi. Thì bây giờ đó chúng ta mới bắt đầu bước qua cái định nghĩa số 2. Chúng ta trở lại cái trang 100. Định nghĩa số 2 này là định nghĩa ngũ uẩn thứ hai, là bắt đầu mở rộng ra chút. Hồi nãy là cái định nghĩa đơn giản, gần gũi nhất để chúng ta dễ hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng ra một chút. Giờ chúng ta cùng nhau đọc, cùng nhau đọc và cái định nghĩa số 2 này. Thân người cảnh vật tướng lại là sắc, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là họ. Không gian vô thế trong tâm là trong tâm là hành, rõ biết trong ngoài sao trần là thức. Đọc lại 3 lần. Thân người cảnh vật đồ vật tứ đại là sắc, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là khó. Không gian vô thế trong tâm là tưởng, trong tâm là hành, rõ biết trong ngoài sao trần là thức. Thân người cảnh
lần cuối. Thân người hạnh phật đồ vật tứ đại là sắc, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ. Không gian vô thể trong tâm là hướng, suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành, rõ biết trong ngoài sáu trần là thức. Xếp sách lại. Xuất gia toàn tập ba quyển rồi.
Nam mô Di Phật, bạch thỉa họ, bạch quý thầy, bạch đại chúng xin đọc. Thân người cảnh vật đồ vật, thân người cảnh vật đồ vật tứ đại là sắc, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, cảm giác không khó chịu là thọ. Hình bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng, suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành, rõ biết trong ngoài sáu trần là thức. Bây giờ chúng ta nãy giờ đã học trong lớp cũng thuộc nhiều rồi đó, bây giờ đừng có nhắc, chúng ta ngồi yên lặng để nghe. Và bây giờ nâng cấp lên, không có đọc theo thứ tự mà thầy chỉ ở đâu là đọc ở đó. Chết nha. Rồi. Vâng. Dạ. Suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là thọ. Gõ biết trong ngoài sáu trần là thức. Thân người cảnh vật đồ vật tứ đại là sắc. Dạ bạch thầy và đại chúng, con pháp danh là Thông Nhật. Cái này là thân người đồ vật cảnh vật tứ đại là sắc, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, cảm giác không khó chịu là thọ. Bóng dáng thô tế trong tâm là tưởng, suy nghĩ nói thầm trong tâm là hành, rõ biết trong ngoài sáu trần là thức. Thưa thầy, là thân người cảnh vật đồ vật tứ đại là sắc, rõ biết trong ngoài sáu trần là thức. Rồi, cảm ơn. Giờ chúng ta mở rộng nè, chúng ta mở rộng cái phần trạng diện ngũ uẩn này rất là quan trọng. Cái sắc này đó, chúng ta phải biết cái chữ sắc này tức là đất nước gió lửa. Tất cả các sắc nào, dầu là sắc quá khứ, sắc hiện tại hay là sắc vị lai, dầu là sắc thô, sắc tế, dầu là sắc đẹp, sắc xấu, thắng liệt, xa gần, tất cả các sắc đều là tứ đại. Thì chúng ta phải nhận diện được cái này là cái phép quán. Phép quán. Ví dụ như giờ mình nhìn thấy cái cục phấn này nó cũng từ đất nước gió lửa hả? Mình nhìn thấy cái bàn này nó cũng là đất nước gió lửa hả? Mình nhìn thấy cái chậu hoa này nó cũng là đất nước gió lửa hả? Thì mình dùng cái con mắt quán chiếu mà mình nhìn á, thì cái thân này cũng vậy, đất nước gió lửa hả? Mà cái nhìn đó là cái nhìn của thiền quán. Cái nhìn của sự quán chiếu, sự suy tư, sự nghiền ngẫm để mà chứng nhập cái sự thật về thân xác này, chứ không phải cho một cái lý thuyết suông để mình nói ở thân này là tứ đại thì nói cái miệng gì thôi, nói cái kiến thức thôi, chứ còn thật sự cái thấy của mình thì nó chưa có thấy được vậy, thì cái đó chưa gọi là thành tựu cái trí tuệ về sắc quẩn. Thì những cái buổi sau chúng ta sẽ học mở rộng từ từ và đi sâu từ từ, để mà cả một cái học kỳ chúng ta đó là suốt 3 tháng 6 tháng là chúng ta học cũng chưa xong cái phần nhận diện năm quẩn, nó rất là thâm sâu. Đây thì chỉ là những cái định nghĩa hết sức là căn bản để chúng ta thực tập. Và chúng ta nhận diện năm quẩn thì chúng ta mới biết được cái chữ tự giác của Đức Phật, chữ chánh giác của Đức Phật là cái gì. Thì chúng ta mới nhìn thấy bây giờ thân người cảnh vật đồ vật tứ đại là tất cả thân thể, đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, tài sản, thậm chí cả quả núi, cả địa cầu, cả thế giới này cũng không ra ngoài một chữ sắc, một chữ một đó thôi. Chẳng qua là chúng ta bị nhìn cái biểu diện, nhìn cái vẻ ngoài, nhìn cái sự lè lẹt, mà chúng ta không nhìn thấy được cái chất liệu làm ra nó, cái yếu tố mà nó hình thành. Ví dụ
Như bây giờ mình lại mình thấy rau xanh này tốt quá, ngon quá, mình thích thú quá, mình cảm giác rất là dễ chịu, khoan khoái, chảy nước miếng, thích thú này kia, tốt này kia, mình lại mình bứt, mình hái, mình vô, mình luộc, mình ăn, chấm ngon lành cho hồi ra, cái đó là trồng bằng phân người. Ngay tại chỗ đó, dẫn qua nước tiểu với phân rồi đó, là lấy làm nước rồi tưới ngay tại chỗ, rồi mình nghe ăn cái rồi mình muốn ùa ra. Hoặc là mình đang ăn mà mình nghe nói cái này của ông sư đệ đó, ông ngũ cốc luân hồi đó. Mình lại cái thất rồi mình thăm ông đang tu phải không? Rồi từ cái chỗ này là cái cầu tiêu của ông dẫn cái nước đó qua. À, rồi bên đó là ông trồng rau. Đó là hoàn toàn tự nhiên đó. Không có phân hóa học. À, thì bây giờ mình đang thích thú ngon lành, mình chấm, mình múc, mình nhai, mình ăn này kia, nhưng mà ăn nửa chừng đó, cái này là cái của cái ông đó đó. Thì lúc đó mình muốn ói rồi, mình muốn sặc hết chứ. À, tại vì sao? Tại vì mình á không có hiểu được tất cả cái bản chất của thân này, của mọi đồ vật cảnh vật đều là đất nước cho lửa hết. Đây mình thấy cái rau, mình thấy cái bông của mình, chỉ biết ở cái bông mà thôi, mà mình không có chuyên nguyên được từ cái gì làm thành nó. Mình nhìn cái thân này mình chỉ biết thấy thân này, chứ mình còn không thấy được qua khỏi cái lớp da mà. Chỉ cần gạch đang đường lột xuống một cái là nó lòi ra một cái đầu sọ. Mình đâu có thấy qua khỏi cái lớp da đâu. Nên cái sống của mình là cái sống ở trong sự vô minh và tham ái. Không thấy được cái bản chất của tứ đại. Chúng ta thấy một cái con người đẹp đẽ, sạch sẽ, thơm tho, láng mịn da, trắng trẻo như vậy, mà chỉ cần là rọc một đường này thôi thì nó đổ ra, phèo phổi, ruột, gan, tim, bộ đồ lòng nó đổ ra, máu đổ ra, mỡ chảy ra, thịt chảy ra, bọng đái, phân và nước tiểu. Thì cái đó là những cái pháp quán mà sau này chúng ta sẽ học. Để gì? Phá cái chấp vô sắc thụ quận. Thì tất cả chúng ta đau khổ là gì? Là nắm chặt vô trong cái hình sắc này mà không biết sự thật của nó là cái gì. Giống như là cái dĩa rau hồi nãy đó, mà không biết nó làm từ cái phân mà nước tiểu. Rồi khi biết ra cái rồi là ủa, muốn ói, muốn mửa, ăn vô nói nữa. Thì cũng vậy, các bậc hiền thánh, các bậc đã chứng ngộ, đã chứng đắc thánh trí huệ về sắc quẩn, nhìn cái xác này nó cũng giống y vậy đó. Đóng phân mà nước tiểu, máu mủ ruột gan phèo phổi. Còn bên ra mình nhìn là ôi trời, hấp dẫn, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, chết trong đó, điên đảo trong đó, say mê trong đó, điên cuồng trong đó, cuồng nhiệt ở trong đó, đau khổ ở trong đó. Chúng ta thấy không? Cho nên mình học nhận những ngôn vấn là đi thấy sự thật thân tâm này đó. Thấy được sự thật thân tâm này. Chúng ta thấy không? Chỉ cần mình đi vô cái chỗ đó, cái chỗ cái phòng nhỏ nhỏ mà đóng cửa kín lại đó, mà cái thân thể này nó bài tiết ra một cái gì là phải bấm lúc ngay lập tức, là phải xóa sạch vết tích. Phải bấm lúc ngay lập tức, phải xóa sạch vết tích một cách hoàn toàn, không cho lưu lại chút xíu nào hết trơn, không cho dư tàn, không còn sót lại gì hết, mà chỉ còn nó sót lại thôi. Người sao vô một cái là tá quả tâm tinh, sầu bi khổ ô não, sân si. Chúng ta thấy không? Chỉ cần mà mình để là một cái kết quả của chiến tranh ở trong cái toilet đó. Chúng ta thấy không? Thì chúng ta cứ nhìn vô là thấy trời ơi, trắng trẻo, đẹp trai. Cứ nhìn vô là nghĩa là đẹp gái. Nhưng không biết ở trong đó nó làm bằng cái giống gì ở trong. Mau mũ, nước tiểu và phân. Mà mình không thấy, mình không thấy, mình bị che. Đức Phật nói là bị vô minh.
che đậy, bị tham ái trói buộc, và chúng ta cứ khổ hoài một cái hình bóng nó xâm chiếm vô cái tâm mình. À, chúng ta rất là đau khổ. Chúng ta biết chữ này chữ gì không? Chữ gì? Tướng là hình bóng đó, hình tướng đó, hình dáng đó, tướng mạo đó. Thêm chữ này là chữ gì? Cái hình bóng ở trong tâm đó là tưởng. Thấy rõ chưa? Rõ không? Mà cái hình bóng này nó ám ảnh ở trong tâm, nó thành ra là tương tư. Tức là cái hình bóng này nó ám ảnh, nó ngự trị, nó xâm chiếm, nó áp đảo ở trong cái tâm này, thoát ra không khỏi hình bóng này. Và cái người này là đau khổ. Đau khổ bởi vì cái hình bóng nó ám ảnh trong đó, nó xâm chiếm trong đó, nó áp đảo trong đó, nó ngự trị trong đó. Và người này ra ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, nghỉ cũng nhớ, bất cứ lúc nào cũng nhớ cái hình bóng này hết, không có ra khỏi hình bóng này được. Thì cái đó là gọi là bị sắc ám ảnh này các tỳ kheo. Cái vô văn phàm phu bị sắc ám ảnh, sầu bi khổ ưu não, bị đau khổ, bị thống khổ, bị đau nhức, bị tương tư, bị khổ sầu, bị hệ lụy, bị trói trăng, bị hệ phượng, bị ràng buộc, bị sai khiến, bị sầu khổ ở trong cái sắc này. Tại vì chúng sanh không biết được, không có biết được, không có giác ngộ được cái sự thật của tứ đại này. Chúng sanh này bị cái gì? Bị cái vị ngọt của sắc chinh phục. Cái kẻ vô văn phàm phu, à, những cái chúng sanh không có gặp được bậc thánh, không có gặp được bậc chân nhân, không có nghe được chánh pháp, không có tu tập chánh pháp, không thuần thục chánh pháp, thì những chúng sanh phàm phu này gì? Bị đam mê ở trong cái vị ngọt của sắc, bị sắc hấp dẫn, bị sắc chinh phục, bị sắc đánh gục, bị sắc làm cho sụp đổ, làm cho tan vỡ. Cho nên ngọt mật chết rồi, của con ruồi nó chết ở trong cái tô mật, trong cái chén mật. Tất cả phàm phu chúng sanh là bị cái sắc chinh phục. Tại vì sao? Tại vì ở trong tâm bị ám ảnh cái vị ngọt của sắc. Thấy là khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Khả lạc gì? Đáng vui. Khả ý là thích thú, hấp dẫn, đẹp đẽ, thơm tho, sạch sẽ, ngon lành. Thì cái đó là cái vị ngọt. Và chính cái vị ngọt này nó làm cho người này sao? Đam mê, sầu bi khổ não. Còn bậc đa văn thánh đệ tử, Đức Phật, các bậc thánh và những cái đệ tử của Đức Phật, thì Đức Phật dạy quán sự nguy hiểm và tác hại ghi vô. Đây là ba loại trí huệ về sắc, ba loại trí tuệ, sự nguy hiểm và tác hại. Sự nguy hiểm và tác hại của sắc là gì? Là một khi mà dính vô rồi thì là nó buộc chặt mình suốt cuộc đời, mình không còn tự do nữa. Mình bị hệ lụy, mình bị trói chân, mình bị ràng buộc, mình bị đau khổ, mình bị đày đọa. Cho nên cái bậc đa văn thánh đệ tử là gì? Là luôn 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 quán chiếu cái sự nguy hiểm và tác hại của sắc. Nguy hiểm và tác hại của sắc. Để làm chi? Thường thường quán, thường thường suy nghiệm, thường thường chiêm nghiệm, thường thường gặm nhấm, thường thường suy tư. Chứ không phải tu thiền là ngồi im ru. Không phải. Không phải ngồi im ru, thở vô thở ra thôi. Cái đó là mới có cái sự tĩnh tâm ban đầu thôi.
Ba là suy nghĩ, chánh tư duy. Chánh tư duy. Suy tư một cách chân chánh, đúng theo lời Đức Phật dạy, còn gọi là thánh tư duy, sự suy tư về trí huệ của Bậc Thánh. Thì chúng ta phải quán chiếu của sự nguy hiểm và tác hại của sắc này để chi? Mình thấy nhàm chán đó, mình hướng đến sự xuất ly, thoát ra. Không ưa, không thích, không muốn nữa. Lợi nhiều hơn hại, khổ nhiều hơn vui, buộc nhiều hơn là sự rảnh rang. Thảnh thời mình suy nghĩ hoài, mình quán chiếu hoài, mình nghiền ngẫm của nó hoài như vậy đó, thì cái tâm mình nó sẽ nhàm chán đối với sắc. Nó sẽ thoát ra, hướng đến sự xuất ly khỏi sắc, xuất ly khỏi dục. Và cái trí tuệ mà để mà quán chiếu về sắc này đó, thì Đức Phật có cho chúng ta đó là những cái phương pháp rất là cụ thể, thì từ từ chúng ta sẽ học. Chúng ta đi từng bước, từng bước, từng bước để mà mình nhìn thấy được cái vị ngọt của sắc, của dục, rồi xong có sự nguy hiểm và tác hại của nó, và cuối cùng là cái sự xuất ly, thoát ra khỏi nó. Bây giờ chúng ta hết sức là khát nước, cực kỳ khát, khô cổ họng hết trơn, hết trọi ra nguyên ngày mà chưa uống nước, nhưng mà người ta bưng lên một cái ly cam vắt rất là tươi mát, rất là thơm ngon, nhưng ta nói mình trong này có độc, dám uống không? Tại sao? Vì nó nguy hiểm, nó đưa đến chết. Cũng vậy, bậc đại văn thánh đệ tử, bậc tu theo Đức Phật là nhìn thấy cái sự nguy hiểm ở trong sắc, ở trong dục, ở trong tham ái, mà các vị này từ bỏ, tránh xa. Chứ không phải tự nhiên mà có thể ly dục được. Do cái sự thấy được mối nguy hiểm, tai họa khôn lường ở trong đó, cho nên các vị này nhàm chán, tránh xa, tránh né, thoát ra, đi ra khỏi nó. Thì như vậy gọi là ly dục. Khi các vị này ly dục á, thì sanh ra một cái niềm hỷ lạc. Hỷ lạc do ly dục sanh, thì các vị này sẽ trú ở trong cái trạng thái của sơ thiền, cái tâm bình an, hạnh phúc, an lạc do ly dục sanh. Thành ra cái niềm vui này là cái niềm vui đó, là bắt đầu đó là cái hương vị của sự viễn ly, của sự ly tham, của sự nhàm chán, sự xuất ly. Chừng nào chúng ta tu mà có được cái niềm vui này thì bắt đầu mới bước vào cái con đường của Bậc Thánh. Bắt đầu gọi là đi vào được cái quỷ đạo, cái đạo lộ của tuệ giác, trí huệ của Đức Phật. Còn bây giờ thì chúng ta cứ bị năm cái dục trưởng dưỡng nè. Năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, vi, vô. Là nói là năm cái sự tham muốn này nè, năm cái đối tượng tham muốn này nó nuôi lớn cái lòng dục của chúng sanh, cho nên gọi là năm dục trưởng dưỡng. Năm cái này là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc thôi, chúng ta nhìn thấy một cái sắc đẹp là trong này là muốn, thích, khoái, tham, sanh khởi lên. Nếu chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không có sanh khởi cái đó, mà do chúng ta nhìn thấy. Nhìn thấy rồi chúng ta nó nghe một cái tiếng nào đó, một cái giọng nói nào đó, hay một cái bài nhạc trữ tình nào đó, và cái bài nhạc đó, cái tiếng nói đó, cái giọng êm ấm du dương trầm bổng ngọt ngào đó, nó đi vô trong tâm của mình, nó thọ ghê gớm như vậy. Thọ là nó nhận vô một cái cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú, êm ấm, nó đã, nó sướng khoái, nó phê, nó tê, và chúng ta bị chết trong đó.
Thì chúng ta bị cái gì? Bị lạc thọ. Nó làm cho mình sao? Trói cột chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là ở trong cái cảm giác dễ chịu lạc thọ là nó luôn luôn có tham đi theo trong đó. Tham tùy miên. Hãy cái cảm giác dễ chịu là tham dục cái trú trong đó. Mà mình không có thấy. Cái ái trong đó, cái dục trong đó, cái tham trong đó. Khi một cái cảm giác dễ chịu. Do cái mùi, cái vị cũng vậy. Đừng có tưởng đâu tham là tham cái sắc ở ngoài, tham tiền, tham đất đai, tham quyền chức không. Mà là cái món ăn, cái mùi hương. Vô mà gặp cái đồ ăn mà đúng cái gu mà thích rồi là gấp lia lịa hết trơn, hút sọp sọp. Cái miệng nhai chưa hết nhưng mà múc cái muỗng thứ hai để trực sẵn vậy nè, vọng vô. Ta thấy không? Đó là sắc thanh hương dĩ xúc. Mình không có kiểm soát được, cái lúc đó trong này nó thúc dục, khoái khoái thích thích, khoan khoái thích thú. Thì đó là cái gì? Năm dục chúng dục, hương và vị, cái mùi rồi cái vị. Đam mê vô một cái lưỡi nó tê hết trơn. Tê cái lưỡi không còn biết gì chứ. Đó là cái cảm giác dễ chịu đó. Nó làm cho mình tham ái. Đó mà nếu mà đưa món ăn, đưa cái món lên, cái món này sao mình nó mặn chát ha. Hay là không thích cay mà nó quá cay. Hoặc là mình thích ăn cay mà không có cay. Thì lúc đó là mình khó chịu. Sân, hồi nãy thì tham, bây giờ sân. Trong cái bữa ăn của mình nó tham sân khi nó đầy đủ hết đó. Còn nếu món ăn nó không hấp dẫn mà nó cũng không dở thì mình si. Chúng ta thấy không? Ba cái cảm thọ này nó ghê gớm, nó trùm chiếm thân tâm mình mỗi ngày hết trơn. Ăn ngủ, đi đứng nói làm việc gì nó cũng xâm chiếm hoàn toàn trong tâm mà mình không biết. Mình không biết, mình cứ nói mình tu giờ cũng ngon lắm rồi đó nha, nó có thấy tham sân si gì đâu, chừng nào cãi lộn mới sân. Thì cái đó phàm phu. Mình phải nhìn thấy những cái cảm xúc, cái cảm thọ, cái cảm giác mà nó bắt đầu sanh khởi lên. Nãy chúng ta thực tập nhận diện ngũ uẩn là để nhìn thấy đó. Để nhìn thấy cái mà từ xưa đến giờ mình không thấy. Phơi bày những cái gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho người có mắt có thể nhìn thấy được các sắc. Dựng đứng lên những cái gì bị ngã đổ, chỉ đường cho người lạc hướng. Đó là công năng của chánh pháp, là ân đức của Thế Tôn. Tuyệt diệu lắm. Chúng ta học vô cái này rồi chúng ta sẽ thấy nó vi diệu, thần diệu, thánh diệu, tối diệu. Để chúng ta mới nhìn thấy được cái thân tâm mà nào giờ mình không nhìn thấy. Mình tưởng là mình tu ngon lắm, nhưng không ngờ, không có ngờ, không có ngờ là chưa có ngon chút nào hết trơn. Thì chúng ta thấy không? Đó là nãy giờ mới nói là cái ám ảnh của cái sắc ở bên ngoài thôi. Bây giờ cái ám ảnh mà sâu thẳm chân là cái hình bóng của tự thân mình. Chấp ngã, thân kiến. Thân kiến này nặng nề lắm. Kiến chấp về thân, cho rằng đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Một cái nhìn hoàn toàn sai lầm về thân xác này, thân thể này, thân hình này. Và chúng ta cứ giữ chặt cái quan điểm sai lầm, nó sâu thẳm ở trong tâm thức của chúng ta. Chính cái đó nó làm cho chúng ta khổ đau. Con tôi, tài sản tôi. Người ngu nghĩ như vậy. Tự ta, ta không có. Con đâu, tài sản đâu. Chúng ta thấy không? Pháp mà nó sáng rực ra hết chứ. Là tại sao vậy? Tại vì ở trong sâu thẳm, ở trong cái tâm thức của mình là lúc nào mình cũng nghĩ. Bây giờ nói cái đơn giản thì đừng nói xa xôi, cho sáng ngủ thức dậy rửa mặt nhìn vô cái tấm gương, nhìn cái mặt móc của mình, mình nhìn vô cái mặt móc, cái bản mặt móc của mình,
Mà chúng ta thấy sao? Chúng ta nhìn vô chúng ta à, con mắt này cũng được chứ, cái lỗ mũi này cũng thài tạm, phải không? Rồi xong cái ngấm họ, cái nghía họ, cái mỉm cười lên cũng được, không đến nỗi. Cái đó là thần kiến, không thấy được hình hài này, hình bóng này chỉ là tứ đại. Thân này do cha mẹ sanh, do cơm cháo nuôi dưỡng, do tứ đại tác thành, vô thường, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, diệt vong. Thân này là ổ chứa nhóm bệnh hoạn, làm bằng xương, quét tô bằng thịt mau. Ở trong đây già và chết, ngã mạng và sự lừa đảo chất chứa. Cho nên cái sự tu quán chiếu của chúng ta nó càng sâu thẳm chừng nào thì chúng ta mới gỡ ra, mở ra những cái lớp mê, những cái lớp chấp. Từ đó chúng ta mới bớt khổ. Còn nếu không mà cứ nhìn vô là nhìn đâu dính đó, dòm gì mắc cái nấy, thấy là sanh khởi lên đam mê, năm dục trưởng dưỡng nó sanh khởi lên, nó nuôi lớn lên sắc thanh hương vị xúc. Xúc là cái sự tiếp xúc. Tiếp xúc, cái xúc này nó ghê gớm lắm, nó khủng khiếp lắm. Xúc này ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm. Cái sự tiếp xúc, tiếp xúc nó mới sanh ra cảm giác, tiếp xúc nó mới sanh ra cái suy nghĩ, tiếp xúc nó mới sanh ra những cái tham muốn. Nếu không tiếp xúc thì không có sanh ra. Tại sao mình thích cái món đồ đó? Tại vì mình đã thấy cái món đồ đó. Nếu mình không thấy thì mình không có thích. Tại sao mình muốn có sở hữu cái món đồ đó? Tại mình tình đã nhìn qua nó rồi. Nếu mình chưa có nhìn, chưa có gặp, chưa có thấy thì mình cũng có muốn, không có thích, không có khoái. Cho nên xúc sanh thọ, xúc đó là nó sanh ra những cái tưởng, xúc là nó sanh ra hành, sanh ra suy nghĩ. Do tiếp xúc mà thọ tưởng hành nó sanh. Nhớ cái này quan trọng, này định lý tôi ghi vô, xúc. Cái tiếp xúc này nó khủng khiếp lắm. Mình vừa tiếp xúc thôi, con mắt mình vừa thấy thôi, hay không? Là sao? Là nó sanh ra cái cảm thọ liền, cảm giác. Nếu mà đẹp thì dễ chịu liền. Rồi xong rồi sao? Cái hình bóng của cái người mà tiếp xúc đó, hay cái món đồ mình tiếp xúc á, nó để lại trong tâm mình liền. Rồi bắt đầu mình trở về mình suy nghĩ về cái món đồ đó, con người đó. Mà nếu mà cái món đồ đó, con người đó nó là đáng ưa, đáng thích, nó là đẹp, thì lúc đó là dục sanh, nghiệp sanh. Cái muốn cái đầu này nó sanh khởi lên. Và cái thói quen của bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình bắt đầu nó vận hành, nó hoạt động. Chính vì vậy mà chúng ta mới nghe tiếng sét của ái tình. Sét một cái, điện nó giật. Và cái người này có thể là chết sống với một cái là bà tiếng sét đó. Là từ cái sự tiếp xúc, từ sự tiếp xúc gặp một lần thôi là sanh ra ham muốn, sanh ra ưa thích, à, và cái là sống chết với cái muốn đó. Đó là xúc sanh dục, sanh nghiệp, sanh tham ái. Cho nên chị tu là chúng ta từ từ chúng ta sẽ học, chúng ta phải hết sức là hộ trì căn. Trong thời Đức Phật còn tại thế là các vị tỳ kheo là phải luôn luôn thực hành hộ trì căn, tức là phải bảo hộ và giữ gìn mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý rất là nhiều. Không có ngó giống như mình bây giờ, con mắt người ta lúc nào cũng chánh niệm ở trước mặt hết. Không có ngó lơ láo, không có ngó đông tay, không có để ý. Lỗ tai cũng vậy, mũi, thân, được tất cả những hành động đều có một cái sự kiểm soát, chánh niệm và tỉnh giác. Tại sao bây giờ mình tu thiền định không được? Tại vì mình không có hộ trì căn, mình thả lỏng các căn. Mà khi thả lỏng các căn á, thì nó xúc một cái rồi nó thọ, là nó đem cái cảm thọ đó vô.
đem cảm thọ đó vô thì cái kho hàng của mình nó tồn kho rất là nhiều những ác và bất thiện pháp, dục tham ái sân ở trong đó. Cho nên một cái kho của mình là một cái kho nó quá tải, quá tải. Và chúng ta chỉ cần nghe cái tiếng đó thôi, mình nhận diện họ tưởng hành rồi trong này nó thúc dục liền. Chúng ta thấy không? Nguyện